Kính chào chú vị đào hiểu Đến với tiểu điếm thính phòng Long Đình Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Trạch Nhật Phi Thần Tác giả Trạch Trư Chư. Tiếp chương 553 Cái chết của Viễn Tổ Chư vị nghe chuyện Hãy đăng ký kênh Like share và bình luận audio Để ngộ tại hạ Mà chiếc thuyền nhỏ bà tắc đến từ mi tầng của Trần Triều Sinh Lúc này đã hóa thành một chiếc thuyền lầu dài ngàn vạn dặm có một tôn cự nhân đình thiên lập địa đứng ở đầu thuyền phát động thuyền lầu đâm thật mạnh vào thân thể khổng lồ của nguyên thần viễn tổ làm viễn tổ tàu tới mức vặn vẹo thân mình nguyên thần viễn tổ dãy ruộng đuôi rồng quét tới đánh cho chiếc thuyền lầu kia không ngừng đổ tung từng tòa lô các sụp đổ cự nhân đình thiên lập địa ở trên thuyền lầu kia bay lên không trung đạp xuống trên lông rồng quạt lớn không thể để cho hắn tiến vào thời không khác được phải phá nguyên thần của hắn trước đã nguyên thần viễn tổ vươn lợi trào ra chụp những cành đạo thủ đồng thời thân thể ra sức bơi về phía lối vào uyên hải cành đạo thủ kia bị lão bắt lấy cành cây đột nhiên sinh trường kéo dài vô tận thuận theo thân thể của lão leo lên trói thân thể của lão lại nguyên thần viễn tổ chấn động muốn cẳng đứt đạo thủ phần lông bờm sâu đồ của lão giống như ngàn vạn đạo kiếm quảng sắc bén đánh cho cự nhân đỉnh thiên lập địa kia liên tục ngăn cản không thể không lui lại Cùng lúc đó, đạo quang trong cơ thể của lão phun trào khiến cho tiền kiếm không thể không bay ra khỏi nguyên thần viễn tổ, không cách nào tiếp tục tấn công được nữa. Cho dù bọn họ chiếm cứ tiên cơ, dù đầu của nguyên thần viễn tổ đã tiến vào bên trong uyên hải, viễn tổ vẫn như có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Nhưng đúng vào lúc này, bàn tay khổng lồ do kim triện biến thành trượt khóa tình trường lực đầy trời đánh lên bụng của nguyên thần viễn tổ. Âm một tiếng, một kích này đã đánh cho thân thể của nguyên thần viễn tổ cong lên trên lại không cách nào đối kháng với ba món bảo vật còn lại tiền kiếm thừa cơ đâm vào bụng của lão cánh đạo thụ thừa cơ sinh trường hoàn toàn quấn chặt lấy lão mà vị cự nhân kia thì giờ hai tay đâm vào bên trong thân hình của nguyên thần viễn tổ rút gân rồng ra lòng đình đất núi dung chuyển bầu trời sụp đổ cảnh tượng không khác gì diệt thế từng tôn lòng tiền nhìn thấy viễn tổ bị tập kích đồng loạt bay lên không ý đồ mong cứu viện nhưng bọn họ còn chưa kịp đến gần thì đã bị sóng dùng kích sinh ra từ đòn giao thủ của những tồn tại bậc này đánh cho tàn xương nát thịt đột nhiên canh đạo thụ có thái nguyên đạo nhân nhào nhào đứt gãy tiền kiếm của kiều cung đạo nhân phát ra từng trận tiếng gào thét bay từ trong thân thể của nguyên thần viễn tổ lại bị một cái vuốt rồng bắt lấy rồi bẻ cong cự nhân kia là đạo nhân của la thánh nhân bị lông của viễn tổ đâm xuyên qua thân thể. Tạo thành trong nghìn lỗ thùng, thuyền lầu của gã cũng bị đuôi rồng quét trúng, rơi xuống từ trên không trung, giấy lên lửa lớn hừng hực. Bàn tay của tiền đế chí tôn đang chờ tiết triển một kích trí mạng thêm lần nữa, đột nhiên bị một cái vuốt rồng đón được thế công của gã, sau đó bóp nát. Bốn tồn tại tuyệt đỉnh tập kích, vậy mà lại bị nguyên thần viễn tổ, toàn bộ dẹp yên, chỉ trong thoáng chốc như thế tiền giới trên cửu thiên từng tòa đại la thiên trải rộng trông đỡ tòa tiền giới trí cao thiên này trong một tòa đại la thiên la thánh nhân sắc mặt xám xịt lắc đầu nói viễn tổ long tộc mạnh nhất thời thái cổ mặc dù không có thân thể thì vẫn không có ai có thể địch nổi thuyền lâu chờ đạo thân của gã lại không chịu nổi một kích ở trước mặt nguyên thần viễn tổ khiến gã cảm thấy uể oải trong một tòa đại la thiên khác kiều cung đạo quân ngồi dưới đạo thụ sắc mặt trắng bệch im lặng thật lâu cửu tuyệt tiền kiếm của gã đã bị nguyên thần đại lòng kiệt xoắn cong veo phải biết kiếm này là bảo vật thành đạo của gã gã ở cửu trùng thiền phát động bảo vật thành đạo của mình không khác gì mặt đối mặt tế ra cửu tuyệt tiền kiếm nhưng vẫn không thể giết chết nguyên thần viễn tổ thầy nguyên đạo nhân cũng thở dài nhìn về phía đạo thụ của mình thấy đạo thụ của lão đã ảm đạm lão bẻ một nhánh cây trên đạo thụ giao cho chủ nhân để hoàn cung cành cây này nhìn như một cành cây bình thường nhưng lão đã tập trung hơn phân nửa tù vi của mình vào đó còn ngỡ là có thể trói buộc được nguyên thần viễn tổ nhưng hiện tại cành đạo thụ kia đã vỡ nát ngay cả khả năng thu hồi cũng không có tù vi cảnh giới của tên kia thấp nhất cũng cao hơn chúng ta một đại cảnh giới thái nguyên đạo nhân thầm nghĩ nhưng rõ ràng trên diệu cảnh đã không còn đường nào nữa tiên đình tiên đế chí tôn chấp hai tay sau lưng xa xa nhìn về phía hạ giới hạ giọng nói chúng ta thắng rồi về trong lòng đình vô cùng tiêu điều thuyền lầu đập vào long đình lừa cháy hừng hực cự nhân rời xuống đất thương tích toàn thân vẫn còn đang dỉ máu cửu tuyệt tiền kiếm xoay tròn phi hành ý đồ muốn bỏ chạy nhưng thần kiếm vặn vẹo lục vị hành không ngừng đảo quanh cành đạo thụ kia đã bị hủy kim triện tàn vỡ chỉ có thân thể viễn tổ khổng lồ kia là còn bay trên không trung phát ra ký thức ngập trời đột nhiên trong thân thể viễn tổ truyền đến tiếng nổ bùm bùm nguyên thần khổng lồ của lão vốn rất khó có thể gắn bó với nhau lúc này trải qua một trận đại chiến rốt cuộc khó mà gắn bó tiếp được nữa ầm một tiếng trong thân thể của nguyên thần viễn tổ truyền đến từng tiếng nổ mạnh tiếng nổ mạnh càng ngày càng dày đặc nguyên thần vô thượng này bởi vì đoạt giá quá nhiều lần dẫn đến bên trong thân thể tràn ngập các loại nguyên thần hồn phách và thần thức pháp lực dị trùng rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa mà bắt đầu sụp đổ tàn rã không gian bắt đầu sụp đổ cùng rơi xuống theo thân rồng khổng lồ kia lúc long đình sụp đổ không gian co lại giống như có vô số thần long gầm thét tồn tại cổ xưa nhất này giống như vẫn không thể thoát khỏi được trận hạo kiếp đã hủy diệt long đình năm đó bị trận hạo kiếp cái đuổi kịp ứng kiếp mà chết ở chỗ này nguyên thần viễn tổ vỡ nát trên bầu trời ầm ầm rơi xuống về chồng nguyên thần này bao gồm ngàn vạn nguyên thần lòng tiền khác tất cả cũng sụp đổ theo hồn phách của bọn họ theo đó mà phiêu tán ý thức cũng dần tàn rã đột nhiên những mảnh vỡ nguyên thần kia giống như nhận được một loại dẫn dắt nào đó đồng loạt bay đi theo nhiều phương hướng trong lúc đó có một luồng bay về phía tổ long gào thét chui vào trong thân thể tổ long một luồng khác bay về phía nhạn không thành chui vào trong thân thể nhạn không thành còn một luồng phóng tới chu thiên tử đạo cuối cùng thì phóng tới chỗ chủ nhân nếu hoàn cung đào hóa thành gương mặt của tiên chủ thiên lũy thành bọn họ là người của nguyên thú giống như có một loại sức hấp dẫn tự nhiên hấp dẫn mảnh vỡ nguyên thần của viễn tổ tự động bay về phía họ bầu trời cuồn cuộn đất núi rung chuyển từng mảnh tiền cùng tiên điện sụp đổ giống như hủy diệt cả một thời đại trong cảnh tượng hủy thiên diệt địa này còn có một thân ảnh nhỏ bé đầu dòng thân người và đuôi rồng xuyên thẳng qua giữa thiên địa vỡ nát thân ảnh nhỏ bé kia chính là hữu ứng hắn nhảy xuống từ trên tế đàn xuyên qua giữa tế đàn đang đổ nát và loạn thạch thân hình di chuyển cực nhanh tránh đi những đạo dao động hủy diệt kia bay về phía long uyên Liệu như ý vội vàng tế tiên vân lên Chờ chu thiên tử và những người khác đi về phía long uyên một bên khác vì tự chấn áp vết thương nâng long tổ lên cũng chạy thật nhanh về phía long uyên trần triều sinh nước nhạc không thành cũng điên cuồng chạy tới chỗ long uyên chủ nhân nếu hoàn cung thì một mình phóng tới chỗ long uyên trên đỉnh đầu của bốn người bọn họ vạn lòng bày múa đồng loạt chui vào bên trong đỉnh đầu mà sau lưng bọn họ thì là cảnh tượng đáng sợ thiên địa trùn vùi đại đạo hủy diệt cái chết của nguyên thần viễn tổ đã hoàn toàn hủy diệt long đỉnh gỡ ứng đi đầu sông ra long uyên và vỡ dòng nước thiên hải phóng lên tận trời phía sau chính là vi tự mang theo tổ long sống ra khỏi mặt biển sau lưng là tiền vân mở rộng nổi trên mặt nước từng luồng long uyên âm âm sụp đổ thời khắc đạo long uyên cuối cùng bị hủy diệt tiên chủ thiên lũy thành lúc này mới chật vật chạy ra thiên hải kéo dài vô tận bốc hơi long đình đã hoàn toàn bị chôn vùi không còn tồn tại đám người liên tiếp lui về sau miễn cho bị cuốn vào trận thời không sụp đổ này trong lòng hãy còn sợ hãi nếu không phải bọn họ đi nhanh chỉ sợ đã bị thời không sụp đổ nuốt chừng táng thân trong đó mặc dù là tổ long chu thiên tử nhận không thành và chủ nhân nơi hoàn cung đều chiếm được không ít mảnh vỡ của nguyên thần viễn tổ nhưng bọn họ nhiều nhất chỉ lấy được phân nửa mà thôi hơn phân nửa mảnh vỡ nguyên thần viễn tổ đều bị hủy diệt trong thời không sụp đổ kia chúc mừng sư huynh liễu như ý cười nói với chú tiên tử Chu tiên tử lắc đầu Chỉ sợ mảnh vỡ viễn tổ Là lấy dùng cho cửu cung đạo quân đúng không Thế thì có gì đáng chúc mừng Liễu như ý cười nói Chính vì như vậy Nên mới chúc mừng sư huynh Sư huynh lập đại công Nhất định sẽ được đạo quân trọng dụng Đương nhiên là chuyện đáng mừng rồi Chu thiên tử nhẹ nhàng gật đầu Cười nói Như ý nói vậy thì ta yên tâm rồi Vì tự nhìn về phía tổ long nói Mảnh vỡ viễn tổ của ngươi cũng là lấy cho sư huynh của ta. Tổ Long sắc mặt lạnh nhạt nói, đúng vậy, vì tự thở dài chán nản nói, Họ lấy được mảnh vỡ viễn tổ, e là sẽ lại tiến thêm được một bước, trở nên cường đại và vô địch hơn nữa. mươi 554, đầu sò trên cửu thiên. Tổ Long trầm mặc không nói, gã cũng không phải là người thích nói chuyện, rất nhiều long hồn trong thức hài của gã đang run rẩy, hoàng sợ nhìn bên ngoài, trong những long hồn này là gã chủ động dẫn vào trong cơ thể mình năm đó gã là thần châu đại đế cao quý dẫn lòng mạch thiên hạ hồi tụ lòng khí nhập thể để tu luyện trong bốn người lòng khí của gã nặng nhất được trời ưu ái bởi vậy số lượng mảnh vỡ nguyên thần viễn tổ mà gã thu được cũng là nhiều nhất cũng dẫn tới không ít long hồn tiến vào thức hải những kiến thức ẩn chứa trong long hồn này mới là kho báu lớn nhất gã thầm nghĩ đáng tiếc Hứa thiên tôn chẳng được gì Còn biến thành quái vật Liệu như ý nhìn hứa ứng Với ánh mắt thân thiện Cười duyên nói Nếu hứa thiên tôn muốn Thiếp thần có thể giới thiệu ngươi đạo quân Chờ đạo quân giúp người xua tàn lòng khí Cùng với hung khí trên người Không muốn không có hứng thú Hứa ứng vất tay cười nói Chưa quân hẹn gặp lại Nói xong thì quay người rời đi Người còn đang mọc đuôi đấy Liệu như ý nhắc nhở liên quan gì đến ngươi gỡ ứng xoay người hung hằng nói đồ đàn bà có gan thì đến đánh ta đi liệu như ý càng ngày càng tức giận cả giận nói họ hứa kia lão nương nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy lão nương nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu này của ngươi những nữ tử khác trên tiên vân từ khi thế hùng hổ đánh tới mặc dù tu vi thực lực của các nàng không bằng liễu như ý nhưng cũng không khác nhau là mấy Trung nữ vây quanh hứa ứng mấy hiệp khiến cho hứa ứng lâm vào hoàn cảnh bị đánh, bị trung nữ đánh đập tàn bạo. Qua thật lâu sau, thân thể hứa ứng từ đầu rồng thân người, dần biến thành đầu người thân người, đột nhiên đẩy lùi trung nữ, một cước bay ra, đá vào ngực của liễu như ý, ngành ngang rời đi, còn cười lớn nói. Đà tạ chư vị tỷ muội đã giúp ta hóa giải long khí. Liễu như ý thổ huyết, không biết là một cước của hứa ứng vừa đạp, hay là bị câu nói của hắn trước khi rời đi chọc giận chỉ là hứa ứng đã đi xa Nàng ta đuổi theo cũng không kịp Đành phải oán hận trở về tiên vân Nói với chú tiên tử Sư huynh sau này nhất định phải báo thù cho thiếp đấy Nàng ta đã bỏ luôn cả cái chữ thân đi rồi Chú tiên tử nghe vậy Tâm thần rung động Âm thầm cảnh giác Cờ mãn ơi là cờ mãn Ôn nhu hương này Là mồ chôn anh hùng Không được vì nó mà sơ sảy cảnh giác Trần Triều Sinh cười nói Nhạn trần giáo Lần này ngươi lập được công lớn Theo ta tới tiên giới một lần đi Nói không chừng sau này hai ta sẽ là sư huynh đệ đấy Nhạt không thành không người vâng dạ Nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu với chú tiên tử Tổ Long Và tiên chủ thiên lũy thành Sau đó cùng với Trần Châu sinh rời đi Vì tự đuổi theo Tổ Long Hai người cũng trở về tiên giới Liệu như ý thì mang theo chú tiên tử Cưới tiên vân bay đi Chỉ còn lại có tiên chủ thiên lũy thành Nếu ta chiếm lên mảnh vỡ nguyên thần viễn tổ nhưng không giao cho thái nguyên đạo nhân dùng thân phận này âm thầm tu luyện đợi ta luyện hóa mảnh vỡ nguyên thần mình lấy được chỉ sợ thành tựu tu vi cũng chưa chắc đã kém thái nguyên đạo nhân tiên chủ thiên lũy thành dị nhiên chính là chủ nhân nên hoàn cung trong lòng âm thầm tính toán chỉ là thái nguyên đạo nhân tất nhiên sẽ điều tra ra ta thiên hạ to lớn không có chỗ nào cho ta ẩn thân muốn giữ mạnh cũng khó khăn nơi nào có cơ hội luyện hóa mảnh vỡ nguyên thần viễn tổ chứ nghĩ tới đây gã đành đi về phía tiền giới gã đi vào tiền giới tìm tới độ phủ năm đó mình lấy được đạo truyền tâm kinh dập đầu với đạo truyền tâm kinh hạ giọng nói đệ tử đi tới long đình một chuyến đã làm nhục sư môn đề dị bảo sư phụ ban tặng bị hủy may mắn lấy được mảnh vỡ nguyên thần của viễn tổ long tộc nay đến dâng cho sư phụ chỉ là đệ tử ngu dốt không tìm hiểu được ra xin sư phụ gợi ý sau đó dập đầu bái lại không lâu sau ngoài động phủ truyền tới một giọng nói non nớt mang theo ý cười huynh sư huynh có ở đây không tiểu đệ là điền hà tịch phục lệnh thái nguyên đạo nhân tới đón sư huynh tới trên cửu thiên chủ nhân nên hoàn cung tháo bỏ lớp da tiên chủ thiên lũy thành khôi phục thân thể đi ra khỏi độc phủ nói sư huynh tiểu đệ thân thể dơ bẩn chỉ sợ bạo phạm sư phụ xin cho ta được tắm rửa thay ý phục. Ngoài động phủ là một tiểu đồng 13-14 tuổi, mì thành mục tú, giật có đạo cốt, tên là Điền Hà Tịch, cười nói. Hà Tịch chỉ là một đạo đồng môn hạ của lão gia, không dám xưng là sư huynh. Hình sư huynh là đệ tử thân truyền của lão gia, địa vị tôn quý, nếu như không chê, cứ gọi ta là Hà Tịch là được. Chủ nhân đều hoàn cùng, cũng gọi y là Hà Tịch, cho y ngồi nghỉ ngơi một lát, còn mình thì đi vào tắm rửa thay y phục đợi tắm rửa xong xuôi ăn mặc trình tề bấy giờ chủ nhân nếu hoàn cung mới theo y cùng tới đại la thiên ở trên cửu thiên là rồng hay là run đều phải xem chuyến này trong lòng của gã yên lặng nói cùng lúc đó chu thiên tử cũng đã tới trên cửu thiên theo đám người liễu như ý đi vào đại la thiên mà cửu cung đạo quân đang ở liễu như ý một đường cười nói mời chào mang theo gã đi tới dưới gốc đạo thụ đồ sộ kia. Dưới cây có một vị đạo nhân áo bào trắng, ngồi nghiêm chỉnh tuổi tác thoạt nhìn có vẻ không lớn, nhưng ánh mắt lại tang thương, sắc mặt hiền lành. chu tiên tử cuối người bái lại nói, đệ tử cơ mãn tham kiến sư phụ. Đạo nhân áo trắng kia là cửu cung đạo quân, giơ tay lên hòa nhã nói, cứ đứng dậy mà nói chuyện, tổ thượng cơ vô ý của con vốn là đệ tử của ta tu hành tại môn hạ của ta lại làm quan trong tiên đình đáng tiếc về sau bị người ám toán bỏ mạng oan uổng ta cũng rất đau lòng hôm nay hậu nhân của hắn quay về sư môn vì sư cũng lấy làm vui mừng chu thiên tử nghe vậy tiên nghẹn ngào nuốt lệ nói trở về sư môn là tín niệm đời đời của nhà họ cơ của đệ tử vô số người vì đó mà phấn đấu cả đời đến đời của đệ tử cuối cùng cũng nhận được ước muốn kiều cung đạo quân cũng là có phần cảm động nói: cô đệ tử như con kiều cung nhất bạch ta còn sợ gì không có khả năng hưng thịnh, con hãy thả mảnh vỡ nguyên thần trong thức khải ra vì sư muốn xem xét một phen. chu thiên tử đáp dạ thả thần thức khải ra. trần triều sinh cũng bằng thức nhạt không thành đi tới trên cửu thiên tiến vào đại la đạo tràng của la thánh nhân vừa mới tiến vào đã thấy một vị lão nhân tóc trắng từ xa nhạt không thể ngạc nhiên vội vàng lấy chân dung qua các đời sư tổ trong khu vực hy ra so sánh từng cái đột nhiên kích động vạn phần xông lên phía trước ôm lấy lão nhân tóc trắng kia vừa khóc vừa cười kêu lên thái thượng sư tổ lão nhân tóc trắng kia vội vàng tránh thoát gã ngươi là đệ tử nhạn không thành trường giáo đời này của nga mi nhạn không thành nao nước mắt vui vẻ nói sư tổ quả nhiên ngài ở chỗ này Trần Sư Tổ không có gạt con Lão nhân tóc trắng liếc nhìn Trần Triều Sinh một cái Vội vàng kéo nhặt không thành qua một bên Oán giận nói Sao con lại đến trên cửu thiên chứ Đây là chỗ con có thể tới sao Con phi thăng xong Thì cứ ở lại tiên đình còn hơn Tốt xấu gì cũng có thể kiếm được một chức quan Đến Đại La Thiên Con chỉ có thể rửa chén quét rác mà thôi Ta lên Đại La Thiên 60 ngàn năm Vẫn còn đang quét rác đây nhạn không thành không biết lão ở đại la thiên lại thấy thảm như vậy vội vàng nói thái thượng sư tổ trần sư tổ nói là thanh nhân muốn thu con làm đệ tử lão nhân tóc trắng ngạc nhiên trần triều sinh đi tới cười nói quản sư huynh không thành lập được đại công sư phụ muốn thu hắn làm đệ tử sau này các người chính là sư huynh đệ không thành đi theo ta ta dẫn người đi gặp sư phụ lão nhân tóc trắng đưa mắt nhìn bọn họ đi xa lẩm bẩm cứ thế là được thành sư đệ của ta ư ừ. Ta vất vả mấy vạn năm Còn không bằng hắn vất vả mấy ngày ư ừ. Tiên đình, đế cung Tổ long không người đứng hầu Mạnh vỡ nguyên thần viễn tổ trong thức khải của gã Đều giao cho tiên đế trí tôn Tiên đế trí tôn xem xét thật lâu Thản nhiên nói Còn không lén dấu đấy chứ Vi tự lập tức căng thẳng Không khỏi lo lắng cho vị sư điệt này Tổ Long nói Có, đệ tử có giấu một chút long hồn trong thức hải muốn lấy được truyền thừa viễn tổ từ trong trí nhớ của những long hồn này chán của vị tự toát mồ hôi lạnh trong khoảng thời gian ở chung này hắn ta càng lúc càng thưởng thức vị tiểu sư điệt này sợ tiểu sư điệt sẽ bị tiền đế đánh chết tiền đế chí tôn lườm tổ long một chút cười nói <cười> còn khá lắm rất thành thật với vi sư những long hồn kia chỉ là hồn phách long tiên long tộc bị viễn tổ đoạt xá cô không phải là hồn phách viễn tổ thật trong đó không có ký ức viễn tổ nhưng có thể được viễn tổ long tộc nhìn chúng mà phụ thân đoạt xá bọn họ ai cũng có sở trường riêng nhưng long hồn này còn có thể giữ lại đa tạ sư phụ tổ long không người đáp vì tự ngạc nhiên nên nút nhìn qua trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ vị sư điệt này của ta cũng là một thần toán tính ra nếu hắn thành thật trả lời sư huynh thì sẽ không bị giết à không đúng rõ ràng hắn không hề tu luyện thần toán là tâm trí hắn ta lập tức tỉnh ngộ có khi tâm trí của hắn còn thâm sâu hơn cả sư huynh ta nên mới cho người ta một loại cảm giác thần cơ diệu toán tên đế chí tôn quan sát những mảnh vỡ nguyên thần viễn tổ chỉ thấy từng luồng linh quang như rồng chậm rãi xuyên qua trong đế cung phát ra uy năng cường đại vô biên Chẳng lẽ trên trí tôn cảnh còn có cảnh giới nào khác ư? Ừ. Thế nhưng ta đã tu luyện tới trí tôn cảnh, vì sao chỉ cảm thấy mình đã tu hành đến cuối cùng, phía trước không còn con đường nào khác? Lão lộ vẻ khó hiểu, hạ giọng nói, nếu như phía trước không có cảnh giới, vì sao thực lực của viễn tổ có thể cường đại như vậy? Đúng lúc này, có tiền quan đến báo rằng, bệ hạ, đế quân xin gặp, để hắn vào đi. Tiền đế trí tồn phất tay nói với vi tự và tổ long ra hiệu cho bọn họ lui ra tổ long khom người cùng với vi tự rời khỏi đế cung bọn họ chân trước vừa đi thì chân sau đế quân đã tới tham kiến bệ hạ đế quân khom người lén dừng mắt nhìn lên chỉ thấy trong đế cung có vô số lòng khí bày múa từng luồng phát ra khí thức ngập trời lòng khí này thậm chí còn khiến gần cốt của gã ngứa ngáy làn da cũng ngứa gian giống như có vảy rồng muốn mọc ra Đứng lên đi Tiên đế trí tôn không nhìn gác Tiếp tục nhìn chằm chằm những lòng khí này nói Tiên tôn phản loạn Yêu ngôn hoặc chúng Mượn long đỉnh xuất thế gieo rắc lời đồn Hại chết vô số tiền già Hắn ta làm ta rất đau lòng Tiên tôn tướng mạo đường đường Vậy mà dám làm phản tiên đình Lão đau lòng nhức óc Vành mắt phiếm hồng Âm thanh dần trở nên nghiêm khắc Chậm đối đãi với hắn không tệ Hắn xuất thân là tạc nhân gia nhập dưới trướng và môn hạ của trẫm trẫm cũng phòng hắn làm thiên tôn cho hắn chỉ đứng dưới một người hắn vẫn còn lòng tham không biết đủ là gì muốn mưu đoạt địa vị của trẫm vậy mà dám liên thủ cùng với dư nghiệt long tộc ý đồ lật đổ trẫm lật đổ giang sơn tiên giới này trong mắt đế quân lại toát cúi đầu xuống không dám nói lời nào tiền đế chí tôn phun ra một ngộ trọc khí cảm xúc dần dần ổn định nói thiên tôn phạm sai lầm đầy xuống làm thứ dần người hãy đi tước đoạt tôn hiệu của hắn thu hồi động uyên của hắn xử trí cả hắn luôn đi đế quân hạ thấp người nói Vậy hạ à, về trên thiên tôn có người tiểu thần lo lắng tiền đế chí tôn quay đầu lại cho gã một cái ánh mắt cảnh cáo ánh mắt sắc bén như đào kiếm đế quân giật mình thân thể càng cúi thấp hơn tiền đế chí tôn mặt lạnh như tiền các người thân là thần tử Người đứng trên các người chỉ có thể là chấm Không còn ai khác Chú võ hay là trên người Còn có ai khác nữa Thần không dám Đế quân nói Tiểu thần chỉ sợ trong quá trình xử trí thiên tôn Sẽ bị trên cửu thiên quấy dày Tên đế chí tôn cười nói Có chấm ở đây Sẽ không ai dám xen vào đâu Đế quân cười Tiểu thần nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của bệ hạ Tên đế chí tôn phất tay Đế quân lui ra khỏi đế cung lúc này mới quay người bước nhanh rời đi nguyên đạo hải ơi là nguyên đạo hải trước mắt tất cả mọi người đều không dám ra tay chỉ cần ai ra tay đều sẽ phạm sai lầm sau người lại không chịu hiểu rõ chứ đế quân rời khỏi đế cung thật xa lúc này mới thở ra một hơi hạ giọng nói dụ hoặc long đình đưa cho người lớn tới mức nào mà lại khiến cho người đi nhầm một bước một bước này đã khiến người thua cả bàn cờ như thế. Ngựa ứng đi ra khỏi mặt biển thiên hải, lại trở về nguyên thú thế giới, bất chỉ bất giác, lại đi tới trên kiểu nghi sơn ở Vĩnh Châu. Bầu trời buông xuống, gần như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới tiền giới. Ngựa ứng đi tới mộ hoàng ở trước gốc ngô đồng, nhổ cỏ mọc ở trên mộ phần, thắp một nén nhang và một chút tiền giấy cho cố nhân. Ngựa ứng bèn gỉ chân ở nơi này. Thần bà, cô dạ, viên tiên sinh, che đậy thiên cơ quấy nhiễu tất cả thần toán cho ta gỡ ứng đột nhiên nói thần bà nghe thế trong lòng nghiêm nghị vội vàng cùng với cô xã tiên tử và viên thiên cương làm đủ các chuẩn bị bọn họ vừa mới chuẩn bị thỏa đáng thì đột nhiên doanh châu chấn động dữ dội đất núi rung truyền linh khí và linh lực trong thiên địa lập tức trở nên táo bạo các thiên nhân trong doanh châu đồng loạt ngẩng đầu chỉ thấy trên bầu trời có một quái vật khổng lồ đang nhanh chóng tiếp cận đó là động uyên thái nhất tòa động uyên to lớn càng ngày càng gần trần thế nhưng vì có doanh châu ở đây khiến nó không cách nào giáng lâm chỉ có thể giáng lâm ở doanh châu cũng mày doanh châu cũng là một bộ phận của tiên giới tòa động uyên này cũng coi như giáng lâm đến trần thế chương 550 năm lão đại chuông rồng nhưng là tòa động uyên này thực sự quá to lớn cho dù hình thái động uyên thì cũng giống như một hành tinh lớn xuất hiện trên bầu trời doanh châu che khuất hơn phân nửa bầu trời. Động uyên có chữ động, y nói trong động có không gian khác, là động thiên phúc địa, tiên sơn trong động. Trong động uyên, kỳ thật cũng không lớn, cho dù là động uyên cấp thiên quân, như động uyên doanh trầu đi nữa, thì cửa động cũng chỉ có kích thước có mấy chục thước, nhưng không gian bên trong lại kéo dài tới mấy vạn dặm, đều là tiên sơn phúc địa, trên đất khắp nơi là tiên kim khoáng mạch, có thác nước linh tuyền tự sản sinh ra tiên linh khí, thậm chí còn có động thiên bên trong nhưng mà cửa động của động uyên thái nhất lại chiếm cứ hơn phân nửa bầu trời của một châu lớn hơn phân nửa doanh châu bên trong tòa động uyên này lại càng bao la rộng lớn tới mức khó có thể tưởng tượng nổi động uyên thái nhất giáng lâm mà ý nghĩa tu vi cảnh giới của tiên chủ đã tăng lên tới phi thăng kỳ thần bà đột nhiên nói tiên chủ cách thành tiên không còn xa nữa bên ngoài động uyên danh châu gỡ ứng hét to dốc hết tất cả tinh khí thần tăng cường nguyên thần đầy tu vi của mình lên thức cực cạn nguyên thần vượt qua đệ tam thiên quan lướt qua thần kiều một chân bước vào ngọc kinh nguyên thú thế giới thiên địa đại đạo dung truyền dữ rồi thiên đạo thế giới cũng theo đó mà rung động thiên thần khắp nơi tường kẻ biến sắc tứ đại thần vương cuống quýt đỡ lấy vách tường kinh ngạc nhìn về phía hạ giới đây là ai đang trùng kích phi thăng kỳ dẫn động thiên kiếp thế này một đám thiên thần hãi hùng kiếp phía cẩn thận từng ly từng tí nhìn xuống dưới đừng nhìn lung tung đừng nhìn lung tung mấy vị thần vương vừa mới lên chức vội vàng quát bảo bọn họ dừng lại kẻ độ kiếp hung ác như thế các người coi chừng khó giữ được tính mạng lúc này kiếp số đột nhiên tàn biến một đám thiên thần mới thở vào nhẹ nhõm nói thầm một tiếng mày quá chân thần của hớ ứng dáng lâm doanh châu nói với thần bà phong tỏa xong chưa Thần bà ngạo nghễ nói Ba người bọn ta bố trí phòng cấm Ngay cả tiên đế chí tôn Cũng đừng hòng tính ra được bố trí bên trong Gợi ứng phi thân tiến vào động quyền thái nhất Âm thanh truyền ra Vậy thì tốt rồi Sau khi ta tiến vào động quyền thái nhất Các người hãy giúp ta gia cố thêm một tầng phong tỏa Ở bên ngoài động uyên đi Thần bà, cô sợ tiên tử Và viên thiên cương Vội vàng phong tỏa động quyền thái nhất Theo như lời căn dặn của hữu ứng Ba người kinh nghi bất định Viên thiên cương nói Sư phụ, vì sao tiên chủ lại sợ chuyện ở bên trong độc uyên thái nhất bị người khác tính toán giả chứ? Theo lý mà nói, độc uyên cấp trí tồn thế này, thần toán cũng không cách nào tính tới tình huống bên trong mới phải chứ? Ánh mắt của thần bà lóe lên nói, ta cũng không tính được, trên người tiên chủ có một nguồn lực lượng chống lại ta, nhưng ta có thể đoán được một điều, trên người tiên chủ hẳn là cất giấu một loại đại nhân vật nào đó, có thể là... Nhưng sao có thể như thế được chứ? Cô dạ và viên thiên cương Dùng ánh mắt lấp lánh nhìn nàng Thần bà thấy thế vội quát Hóng hớt cái gì Biết được càng nhiều thì càng chết nhanh Đạo lý này các người không hiểu sao Đi làm việc đi Hai người nhanh chóng rời đi Gỡ ứng lơ lửng trong độ quyền thái nhất Lập tức cảm ứng được đại đạo thế nhất Và tiên địa linh khí nồng đậm Nhưng hắn không chú ý tới những thứ này trầm giọng nói Lòng ra, ra đây đi Hắn vừa dứt lời thức cải lập tức sôi trào ý thức của đại long từ trong thức cải bay ra còn đại long này ủ rũ chán chường uất ức hết nhìn thấy độc uyên thái nhất của hứa ứng nhưng cũng không hề kinh ngạc chút nào hứa ứng à nổi Lòng gia người cũng không chết buồn bã cùng vui như thế làm cái gì sống sót sau tai nạn là chuyện vui vẻ biết bao đến là cười một cái nào sau lưng đại long cái đầu khổng lồ vô cùng của nguyên thần viễn tổ từ từ bay lên Miệng cưỡng cười với hắn một cái khi tức kinh cùng cái cuộn trào nhấc lên từng cơn gió lốc đáng sợ trong độ uyên thái nhất nguyên thần viễn tổ chỉ còn lại có một cái đầu mà thôi quả chuông chui ra từ trong đạo tràng của hữu ứng nhìn cái đầu rồng khổng lồ nói lòng già là đầu rồng ta cũng là đầu rồng hai ta nên kết bái huynh đệ dị chủng dị tộc khác cha khác mẹ đi <laughs> quả chuông bị lòng khí và hùng khí ổ nhiễm mọc ra vầy rồng sừng rồng cứ như quả chuông được dùng đầu rồng luyện chế thành hình thù rất kỳ quái hai cái đầu rồng một lớn một nhỏ hứng thú quan sát nhau đại lòng đang sầu não uất ức không hùa theo câu đùa kia kết bái quả chuông bị lòng hóa kia quá xấu trong lòng của lão thẩm nghĩ lần này lão có thể thoát khỏi tai họa ngập đầu là vì lão nhất thời này lòng thăm để lại một luồng thông đạo bất diệt linh quang trong thất hải của hưởng gỡ ứng thuận theo thông đạo này đi qua cảnh báo đại long vào đầu của lão cũng là thông qua thông đạo này tự cắt đứt trước khi bản thân hoàn toàn tan vỡ thuận theo thông đạo trốn vào thức khải hứa ứng lúc đó đầu của lão đang ở trong uyên hải không cách nào nhìn thấy cảnh tượng ở bên ngoài chỉ có thể nương theo thần thức cảm ứng được có bốn tồn tại cấp trí tôn đang vây công mình tuy lão bị bốn cường giả đánh lén nhưng lão thật sự đã trải qua quá nhiều trận chiến nhưng trận chiến nguy hiểm hơn gấp mấy trăm lần cũng đã trải qua Nên cũng không thèm để ý chút nào Nhưng số lần lão giáng lầm thật sự quá nhiều Bên trong nguyên thần có đủ loại nguyên thần Cùng với thần thức pháp lực của Long Tộc Lần này giáng lầm lại có sai lầm lớn Không thể thành công đoạt xá một bộ thân thể Long Tộc Cuối cùng sau khi lão đánh bại Bốn tồn tại cấp trí tôn Bởi vì dùng sức quá mạnh Dẫn đến nguyên thần sụp đổ tàn vỡ Vốn dĩ đầu của lão cũng phải nổ tung theo thân thể cộng mày trước kỳ lão hoàn toàn sụp đổ Hứa ứng đã mang theo lão từ trong thông đạo giáng lâm Tiến vào thức hải của hứa ứng Nguyên thần của lão chỉ giữ được một cái đầu Nhưng cái đầu này nhỏ hơn cái đầu lúc trước không biết bao nhiêu lần Nguyên thần của lão và tất cả nguyên thần từng đoạt xá phân liệt Hiện tại trong thân thể của lão Đã không có thần thức của những nguyên thần long tộc kia nữa Hứa ứng bày tới bay lui dùng viễn tổ kiểm tra đầu Không khỏi nhíu mày kéo quả chuông qua nói này chuông ra, trạng thái của long già không ổn cấu thành nguyên thần gồm có hồn phách nguyên khí thần thức âm dương các loại nhưng mà nguyên khí thần thức thì cũng thôi đi hao tồn còn có thể tu luyện lại nhưng hồn phách của lão cũng bị tổn hại rồi quả chuông hình đầu rồng sắc mặt nghiêm nghị hồn phách của long tộc chia làm thiên hồn địa hồn và long hồn thiên hồn và địa hồn của đại long không sao nhưng long hồn chỉ còn lại cái đầu long hồn và nhân hồn của nhân loại cũng giống nhau đại biểu cho hình thái sinh mệnh nguyên thần viễn tổ chỉ còn lại cái đầu nói rõ hồn phách của lão đã bị hao tồn cực kỳ nghiêm trọng chuồng lớn hình đầu rồng nói à ứng vậy phải làm sao bây giờ hứa ứng nhìn đại long một chút chỉ thấy trên đầu rồng của viễn tù trải rộng vết nứt bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra mà từ những vết rách kia lại có bất giật linh quang bay ra hẳn là điềm báo đầu rồng sắp tàn giã trạng thái của đầu rồng viễn tổ không kiên trì được bao lâu hẳn là sẽ tứ phần ngũ liệt ngay thôi hiện tại lão không có thân thể ba hồn bảy phách đang tàn giã cứ theo trạng thái này không lâu nữa nguyên thần của lão sẽ hoàn toàn tàn vỡ ngay cả đầu cũng không thể giữ được chỉ cần tìm thân thể cho lão gỡ ứng sầu muộn đột nhiên nhìn đầu rồng viễn tổ lại nhìn quả chuông linh quang chợt lóe hai tay ôm lấy quả chuông di chuyển chuông lớn đầu rồng và đầu rồng viễn tổ so sánh một lúc quài chuông hoảng hốt vội nói à ứng người làm cái gì đấy à ứng này đừng có làm loạn chúng ta chúng ta thân là huynh đệ khác cha khác mẹ khác giống loài cùng sinh tử hoạn nạn nhưng người hãy nghĩ tới hoàn thất nghĩ tới thành bích nghĩ đến lão chủ nhân lý tiểu khách đáng thương của ta nghĩ về những năm tháng chúng ta đã đi cùng nhau trải qua nó còn chưa nói xong hứa ứng đã tế nó lên quát long ra ta giúp ngươi tìm được một bộ thân thể tốt rồi đây. Quả chuông càng lúc càng lớn, dần dần không xê xích với đầu rồng viễn tổ là bao nhiêu, hệt như chuông trời khổng lồ, vô cùng to lớn. Quả chuông kinh hoàng nói, to quá, lớn quá, à ứng mau dừng tay, ta sắp nổ tung rồi, mau dừng tay lại. Ngựa ứng tế quả chuông thành kích thước ngang ngửa với đầu rồng viễn tổ, lúc này mới dừng lại, dùng hết sức còn lại để dung hợp quả chuông vào đầu rồng, quát lớn. Long ra, còn không qua đây giúp ta một chút Quả chuông lại kêu lên Không được, như thế này không được đâu Ta sắp bị lão long đoạt xá rồi Lớn quá rồi, ta sắp chết rồi Sắp chết rồi Đại lòng chui vào quả chuông hình đầu rồng Nguyên thần đầu rồng này lập tức tỉnh táo Lão cũng phát hiện ra Đầu rồng nguyên thần của mình đang dần tan dã Hiện tại dung hợp với quả chuông lớn hình rồng này Cũng là kế sách tạm thời Bật đặc dĩ phải làm như vậy thôi Bản thân nguyên thần của lão chính là bất diệt linh quang, không có bất cứ thực thể gì, dung hợp với quả chuông cũng không uổng sức là mấy. Quả chuông thì vẫn còn đa la hết từ chối, thì lão đã dung hợp xong, dung hợp quả chuông đơn giản hơn dung hợp nhân loại hoặc là long tộc nhiều. Nhiều một chút, đại lòng xuất hiện trong thức hải của quả chuông, nói với quả chuông. Thái độ của quả chuông vô cùng cường ngạnh, ta không nhường đại lòng dùng mông ùn mạnh ép quả chuông đến trong góc quả chuông nấp ở trong góc ấm ức vô cùng đại lòng nói người không cần lo lắng ta chỉ tạm thời tá túc ở chỗ người thôi không phải muốn đoạt xá của ngươi người cứ yên tâm ta đánh nhau giỏi lắm trong thức hài của mình quả chuông vẫn là một quả chuông lớn ngay vậy thì thành chuông sáng lên vội vàng nói ý của long gia là khi ta gặp phải nguy hiểm thì người sẽ ra mặt giúp ta không phải ý của ta là nếu người dám chèn ép ta thì ta sẽ đánh người đại lòng nói rất chi là đường hoàng trong thức hải quả chuông lập tức biến thành màu đen hưởng ứng kiểm tra trạng thái dung hợp của viễn tổ và chuông lớn lúc này mỹ yên tâm một chút mặc dù bất diệt linh quang của đầu rồng vẫn còn đang sói mòn nhưng tốc độ sói mòn đã giảm mạnh với tốc độ sói mòn này đại khái năm ngàn vạn năm sau lòng già sẽ triệt đề, hồi phi yên diệt hưởng ứng nói với đại long năm ngàn vạn năm chuông lớn hình đầu rồng bắt đầu vui vẻ nói thế thì không cần nóng lòng đoạt xá một long tộc mới làm gì rốt cuộc ta cũng có thể đi ra ngoài dạo chơi rồi lúc trước lão là lối chán trường một bộ muốn chết tới nơi rồi bây giờ lại vui vẻ ra mặt gợ ứng thấy thế thì kinh ngạc không thôi thầm nghĩ viễn tổ long tộc này trông có vẻ không đáng tin cậy lắm lục trước mỗi lần lão dáng lâm đoạt xá long tộc chẳng lẽ không phải cứu long tộc trong lúc nguy nan mà là muốn tới thế gian để dạo chơi à hắn lại không biết rằng uyên hải quá nhàm chán viễn tổ long tộc ở trong uyên hải trừ ngủ ra thì chỉ có ngủ hoạt động thường ngày cũng chính là chỉ để cho những long tiên kia rèn luyện vẩy rồng xỉa răng bóp vai đấm lưng chỗ mình nếu không nữa thì chính là nhìn hai con long tiên cường tráng phun ra long châu cực kỳ nhàm chán vậy nên chuyện viễn tổ khao khát nhất chính là bị người khác triệu hoán lấy được một bộ thân thể mới có thể chạy đến nhân gian vui vẻ chơi bời về phần long tộc vượt qua nguy nan chỉ là việc nhỏ viễn tổ tiện tay làm mà thôi trời mới là chuyện quan trọng nhất nhưng long đình đã bị hủy diệt ngàn vạn năm ngàn vạn năm này đền lão ở tại uyên hải chờ đến cũng sắp tàn rồi rốt cuộc cũng chờ được một lần triệu hoán nhưng thật sự không ngờ sẽ gặp phải việc này chẳng qua hiện tại rốt cuộc cũng có thể tiếp tục ở nhân gian phong quang khoái hoạt xem như thỏa mãn tâm nguyện của lão chỉ có điều tạo hình chuông rồng này xấu quá đi mất đại lòng rất bất mãn qua chuông cả giận nói người vừa vừa phải thôi nhé người là kẻ xa cơ thất thế tá túc ở chỗ ta có tư cách gì mà chế giễu ta xấu đại lòng nói không uy vũ như tướng mạo của viễn tổ ta người chỉ còn lại có một cái đầu uy vũ cái con khỉ đại lòng lừa giận công tâm dám vô lễ với viễn tổ ta như vậy, có tin ta đoạt xá người không? Không sợ chết thì cứ làm đi. Hôm nay ta liều mạng cũng phải đoạt xá người. Lòng giá ta sai rồi, ta dập đầu xin lỗi ngươi Đủ vang chưa? Không đủ vang thì ta dập đầu thêm cái nữa. Bề trong chuồng lớn hình đầu rồng truyền đến tiếng cãi nhau ầm ĩ ưa ứng không khỏi lắc đầu, gọi bọn họ ra một tiếng. Lòng già tiền đế trí tốn bây giờ là một vị thần toán cực kỳ không tầm thường hơn phần nửa đã hắn đứng ở trong bóng tối để mưu đồ muốn phá hủy và chiếm lấy nguyên thần của ngươi người có thủ đoạn gì có thể tạm thời che đậy thần toán của hắn không đại lòng và quả chuồng không còn hồn nào đại lòng kinh ngạc nói thật sự có người mưu hại ta người này sức tính toán cầu mình chỉ sợ có thể sánh ngang với thanh mộc phòng ngươi chứ Ngựa ứng trong lòng khẽ động nói Thần toán cơ này đáng sợ lắm ư Đại lòng nói Bây giờ ta không có thân thể nếu như tà hiện thế không khó để tính tới tà nhưng tà trong uyên hải cách uyên hải còn có thể tính toán đến tà khả năng tính toán thế này không phải chuyện đùa lúc trước tà chưa từng gặp bao giờ thần toán kẻ này có thể xưng là đệ nhất cổ kim đủ sánh ngài với thanh mộc phong thanh mộc phong là đệ nhất thần toán của long tộc gã có thể tính toán đến tương lai ngàn vạn năm sau tìm kiếm hy vọng sinh tồn cho long tộc khả năng tính toán như thế nhìn hết lịch sử long tộc quả thật chưa từng có ai bì được khả năng tính toán của tiền đế chí tôn có thể sánh ngang được với thanh mộc phong đây là thành tựu lớn cỡ nào chứ hứa ứng nhìn về phía độc uyên thái nhất thâm sâu vô cùng ẩn ẩn phát sầu hiện tại hắn đã triệu hoán độc uyên thái nhất hiện thế mặc dù có một tầng độc uyên doanh châu bảo hộ nhưng tiền đế chí tôn vẫn có thể tính tới viễn tổ bên trong uyên hải lý nào lại không tính được tới động nguyên thái nhất bên trong doanh châu sao hiện tại tầng bảo vệ duy nhất của hắn chính là tử vi hậu chủ đã từng giúp hắn che đậy tiên đế trí tồn cảm ứng để tiên đế trí tồn tính không được ra hắn đã lĩnh ngộ được động nguyên thái nhất nhưng tử vi hậu chủ dù sao cũng đã là người chết chỉ còn lại tan hồn thực lực của gã kém xa khi lúc còn sống nếu như tiên đế trí tồn cưỡng ép đột phá phong tỏa của gã thì không phải là không có khả năng đại lòng nói nhưng ta còn có Long Thiên hỗn đạo thuật số Có thể che đậy thần toán của hắn Để hắn không tính tới Hoặc tính không chuẩn xác Hứa ứng mừng rỡ Vội vàng mời lão ra tay hỗ trợ Chuông rồng bay ra khỏi động uyên thái nhất Chiếc chuông này bỗng chấn động Vô số thần lòng bay múa Ở trong miệng chuông Từ đó bay ra ngoài Tung bay xung quanh động uyên thái nhất Xen kẽ giao thoa Thuật số xung quanh lập tức hỗn loạn Thần ba người đầu nhìn lại Không khỏi trận mắt há mồm Thuật số hỗn đạo cỡ này, ngay cả đại đạo cũng có thể sửa được, khiến nó trở nên hỗn độn vô cùng, không thể nào tính toán ra được. Sau một lúc lâu, chuông rồng bố trí lòng thiền hỗn đạo thuật số xong, chuông lớn đang chấn động mới dần yên tĩnh lại. Chỉ là thành chuông vẫn có linh quang tỏa ra bốn phía, hiển nhiên vừa rồi thi pháp đã tạo thành gánh nặng cực lớn cho lão, khiến lão suy chưa nữa tàn giã. Đại lòng nói, nhân loại, quả chuông này không ổn lắm, Vừa rồi ta điều động tu vì Siêu chút nữa nó tàn vỡ Cần đổi một bộ thân thể tốt hơn Mới có thể chữa trị nguyên thần được Quả chuông cả giận nói Ngài hãy biết đủ đi Ta đã rất cố gắng tu luyện rồi Hai bên đang tranh cãi Thì thần bà tiến lên run giọng nói Xin hỏi chuông ra Vừa rồi đã thi triển thuật số gì thế Đại Long nói Thuật số này chính là Long Thiên Hỗn Đạo Thuật Số, là do thần toán thanh bộc phong của long tộc ta năm đó sáng tạo ra thanh bộc phong là hạt giống tốt đáng tiếc cuối cùng lại mệt chết thần bà nói tiểu nữ cũng đang nghiên cứu thần toán có thể giao lưu một chút được không đại long nói người muốn học lòng thiên hỗn đạo thuật số à muốn học thì đừng nói giao lưu làm gì ta truyền cho ngươi là được thần bà cậy mạnh nói thuật thần toán của ta cũng rất lợi hại thiên hạ đệ nhị à hơn phân nửa là đệ tam cô có khả năng là đệ tứ hoặc là đệ ngũ chúng ta trao đổi một chút đại long chẳng buồn chiếu cố lấy lòng tự ái của nàng trực tiếp truyền thụ long uyên hỗn đạo thuật số cho nàng thuật số này quả thực tinh diệu tuyệt luân sau khi thần bà được truyền thụ tâm lý cậy mạnh trong lòng của nàng lập tức không cánh mà bay lòng thiền hỗn đạo thuật số cao mình hơn thuật số của nàng ta gấp mấy chục lần cũng giống như tranh lệch giữa công pháp phi thăng và công pháp chí tôn vậy Công pháp cấp phi thăng chỉ là để cho người ta có thể độ kiếp phi thăng. Công pháp cấp trí tôn lại để cho người ta có thể chạm đến trí tôn cảnh. Không cần nói cũng biết tranh lệch thế nào. Lúc trước tiền đế lão lục có thể tính toán đến ta. Là bởi vì ta không đề phòng. Hiện tại ta đã đề phòng trước. Hắn đừng hòng tính toán đến ta được nữa. Đại lòng nói. Ta tình thông các loại công pháp thần thông của Long tộc chất chứa ở trong trí thức vô tận nhất định phải đông sơn tái khởi báo mối huyết hải thâm thù này nói đến đây chuông rồng mặt mày ủ trâu đại lòng nói chỉ là lòng tộc ta cũng vì vậy mà tuyệt diệt bây giờ ta khí sinh ở trên thân của một quả chuông nát làm sao mới có thể phục hưng long tộc đây quả chuông cả giận nói ngài ta túc trên người ta đừng có nhớ thương Tên mấy con rồng cái mãi như thế Đại Long lúng tà lúng túng nói Ờ ta không có nhớ Ta chỉ là sợ long tộc tuyệt diệt mà thôi Gỡ ứng lấy ra một cái vạn long phiên nói Long gia yên tâm Long tộc không hề diệt tuyệt Bên trong cái vạn long phiên Còn có hơn vạn nguyên thần long tộc Đại lòng vừa mừng vừa sợ Vội vàng nói Cái vạn long phiên này từ đâu ra Gỡ ứng nói Lòng vũ cho ta Đại lòng vui vẻ nói Lòng vũ khá lắm Kéo dài khi vận cho long tộc ta hắn ở đâu lúc thiên tôn đột kích hắn sùng phong đi ngăn cản thiên tôn hẳn là đã chết rồi hứa ứng nói đại long lập tức trầm mặc hứa ứng thu hồi vạn long phiên nói nhưng ta sẽ không để chồng ngươi lấy vạn long phiên đi đuột xá dân chúng nguyên thú đâu đại long trầm mặc một lát bắt đầu kỳ kèo thương lượng hay là thế này đi chúng ta tìm thi thể nào đó vừa mới chết Thời diệp khí vận của nó còn chưa tiêu tán để thần long tiên đoạt xá Hết chương 550 năm Đà tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại